Mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn trẻ đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Cấu tạo xương được điều hòa chủ yếu bởi hai loại tế bào. Tế bào tạo cốt bào có vai trò sinh xương, tế bào hủy cốt bào có nhiệm vụ tiêu hủy và tu sửa xương. Giai đoạn ít hơn 25 tuổi, hoạt động của tế bào sinh xương trội hơn tế bào hủy xương, khối lượng khoáng chất của bộ xương tăng dần để đạt đến khối lượng xương đỉnh. Ở giai đoạn từ 25 tuổi đến 40 tuổi, hoạt động của tế bào sinh xương cân bằng với tế bào hủy xương, duy trì khối lượng xương đỉnh. Giai đoạn trên 40 tuổi, hoạt động của tế bào hủy xương trội hơn tế bào sinh xương, khoáng chất sẽ giảm dần theo tuổi, tạo nên quá trình loãng xương, khiến cho sức chống đỡ của xương giảm đi, xương trở nên mỏng manh, dễ gãy, lún và xẹp. Những nguồn dinh dưỡng hữu hiệu và lối sống lành mạnh có thể giúp bạn xây dựng bộ xương chắc khỏe và duy trì chúng theo độ tuổi. Hãy cùng Tri Thức Streamer tìm hiểu 10 cách tự nhiên giúp xây dựng bộ xương chắc khỏe nhé! 1. Ăn nhiều loại rau củ. Rau củ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời dành cho xương của bạn. Chúng bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho xương chúng ta. Một trong những số đó chính là vitamin C. Vitamin C giúp kích thích việc sản xuất hình thành các tế bào xương. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho rằng tác dụng chống oxy hóa của vitamin C có thể bảo vệ các tế bào xương khỏi bị thiệt hại. Quả màu cam, vàng, xanh đậm là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất. Rau quả làm tăng mật độ chất khoáng của xương, còn được gọi là mật độ xương. Cả hai bệnh như khối lượng xương thấp và loãng xương là những tình trạng đặc trưng do có mật độ xương thấp. Chế độ ăn nhiều rau xanh và rau vàng có liên quan đến việc tăng khoáng chất cho xương trong thời thơ ấu, đồng thời duy trì khối lượng xương ở thanh niên. Một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh loãng xương ở người cao tuổi là sự gia tăng giai đoạn hủy xương trong chu chuyển xương. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 tháng, những phụ nữ mà tiêu thụ nhiều hơn 9 phần ăn bông cải xanh, cải bắp, rau mùi tây hoặc các loại cây khác có chứa nhiều chất chống oxy hóa xương để giảm được sự hủy xương. 2. Tránh các chế độ ăn rất thấp calorie. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn cung cấp ít hơn 1.000 calorie mỗi ngày có thể dẫn đến mật độ xương thấp. Lượng calo quá thấp không bao giờ là một ý tưởng tốt. Ngoài làm chậm sự trao đổi chất của bạn, gây ra cảm giác đói và mất cơ bắp, nó cũng có thể có hại cho sức khỏe của xương. Trong một nghiên cứu, phụ nữ béo phì giảm cân, người tiêu thụ 925 calorie mỗi ngày trong 4 tháng đã mất mát đáng kể mật độ xương từ hông và vùng đùi trên, bất kể họ đã tập luyện thể dục thể thao. Để xây dựng và duy trì xương khớp chắc khỏe, hãy làm theo một chế độ ăn uống cân bằng và cung cấp ít nhất 1.200 calorie mỗi ngày. Nó sẽ bao gồm tất cả protein và các loại thực phẩm giàu vitamin khoáng chất hỗ trợ sức khỏe của xương. 3. Tiêu thụ đủ protein. Có một điều chắc chắn là cơ bắp giúp định vị xương của chúng ta. Ngoài việc nạp đủ protein là điều quan trọng để có bộ xương khỏe mạnh, bởi vì khoảng 50% bộ xương chúng ta được tạo nên từ protein. Protein giúp hấp thu canxi tốt hơn. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng việc nạp lượng protein thấp làm giảm sự hấp thu canxi và cũng có thể gây ảnh hưởng đến tỷ lệ hình thành xương và các sự cố gây vỡ. Trong thực tế, các nghiên cứu đã cho rằng, đặc biệt ở phụ nữ lớn tuổi có mật độ xương tốt hơn khi họ tiêu thụ một lượng protein cao. Hơn nữa, các chế độ ăn uống có chứa một lượng tỷ lệ calorie từ protein sẽ có thể giúp bảo tồn khối lượng xương trong quá trình giảm cân. Trong một nghiên cứu kéo dài 1 năm, những người phụ nữ tiêu thụ 86 gram protein hàng ngày trên một chế độ ăn hạn chế calorie đã bị mất khối lượng xương ít hơn từ các vùng cánh tay, cột sống, hông và chân của họ hơn là so với những phụ nữ đã tiêu thụ 60 gram protein mỗi ngày. Tuy nhiên, các mối quan tâm cũng đã được đặt ra rằng chế độ ăn giàu protein sẽ lọc canxi từ xương ra để chống làm tăng độ axit trong máu. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điều này không xảy ra ở những người tiêu thụ lên đến 100 gram protein hàng ngày, miễn là việc này cân bằng với những loại thức ăn thực vật và lượng canxi nạp vào đầy đủ. 4. Thực hiện các bài tập luyện sức mạnh và chịu sức nặng.
Việc tham gia vào các loại hình tập luyện thể dục thể thao có thể giúp bạn xây dựng và duy trì bộ xương chắc khỏe, bởi vì cơ thể của các bạn từ trước đến nay vẫn được thiết kế với hàng trăm nhóm cơ xương khớp khác nhau để phục vụ cho việc di chuyển, chứ không phải ngồi yên một chỗ. Nếu các bạn chưa biết thì ngồi nhiều hiện nay được coi là tác nhân dẫn đến các bệnh về cột sống hay xương khớp như thoát vị đĩa đệm hay là đau mỏi vai gáy. Một trong những loại hình hoạt động tốt nhất đối với sức khỏe của xương là các bài tập chịu sức nặng và tác động lớn, là những dạng giúp thúc đẩy sự hình thành xương mới. Các nghiên cứu ở trẻ em, bao gồm cả những người có bệnh tiểu đường loại 1, đã phát hiện ra rằng hoạt động này làm tăng lượng xương được tạo ra trong những năm mà xương phát triển nhiều nhất. Ngoài ra, nó có thể rất có lợi cho việc ngăn ngừa mất xương ở người lớn tuổi. Các nghiên cứu ở những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, những người đã thực hiện các bài tập thể dục chịu sức nặng, đã có sự gia tăng mật độ khoáng của xương, sức mạnh của xương và mô xương, cũng như có sự suy giảm trong các dấu hiệu của tốc độ thay thế xương và viêm xương. Phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.